Xin giới thiệu với anh em máy uốn ống NC thủy lực 2 đầu. Đây là một dòng máy uốn ống thủy lực LC 2 đầu được cung cấp bởi công ty Babylon, có động cơ lên tới 5.5 kW cùng với hệ điều khiển BLC hiện đại, dễ sử dụng anh em nhé. Máy uốn ống NC 2 đầu là chuyên dùng uốn ống ứng dụng trong các ngành gia công như là gia công uốn ống làm giường y tế, nội thất ô tô, khung xe máy, đồ gia dụng và các sản phẩm khác. Và khi anh em mua máy uốn ống NC thủy lực 2 đầu thì sẽ được công ty Babylon CNC hướng dẫn lắp đặt và chuyển giao đầy đủ anh em nhé. Và máy có khả năng uốn ống độ cong từ 0 cho đến 180 độ anh em nhé. Và trục xoay cũng như là gá sẽ được điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực, bằng áp suất thủy lực anh em nhé. Và mỗi bên có thể được đặt ở các góc, mức độ góc uốn khác nhau. Đấy. Đấy. Những góc uốn phức tạp mà máy uốn ống NC thủy lực 2 đầu có thể đáp ứng ấy, là một trong lý do mà máy này là rất phù hợp trong các ngành gia công sản xuất như nói trên. Uốn ống làm bàn ghế, gia công nội thất, ô tô, cũng như là đặc biệt là ngành gia công cơ khí để có thể làm giường y tế. Đấy, máy uốn ống hai đầu NC là giúp cho làm việc hiệu quả và giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian và đặc biệt đem lại cái sản phẩm và chính xác cao ở Mỹ. Ok, ngoài cung cấp máy uốn ống NC thủy lực hai đầu ra thì công ty Babylon còn có thể cung cấp các cái dòng máy cắt laser fiber kim loại, máy hàn laser hoặc là máy uốn ống là hai, cũng như là tất cả các loại máy uốn ống cũng như các loại máy gia công cơ khí khác. Và Babylon CNC có thể nhận đặt các cái loại máy gia công cơ khí dựa trên yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh em và chúc anh em thành công. Hẹn anh em mua một video khác. Nếu anh em có nhu cầu hãy liên hệ công ty Babylon CNC, số điện thoại 093 222 5678.